Good evening. Hello, teacher. Okay. Now, how are you? I'm fine, thank you. Okay, good. Now, let me check the homework. Check. Homework? No. No. Now, the grammar, then take note. Take note. No. So chẳng từ lặng hơn là thêm là đầu tiên là có danh từ, xong đến động từ to be. Again, cái gì đầu tiên nhỉ? Cấu trúc so sánh hơn nhất. Cấu trúc so sánh hơn nhất. Đầu tiên phải là gì? Đầu tiên đứng là đầu câu có vai trò làm gì? Đứng đầu câu vai trò. S đó thầy, chữ S đó thầy. What does it mean? Là danh từ. Chủ ngữ. Chủ ngữ cộng thêm một từ to be. Cộng thêm một từ to be. Cộng thêm chữ the. Cộng thêm mạo từ the. Mạo từ the. Và cộng thêm e, cộng thêm thời tiết và cộng thêm est. Nào nào, cộng với cái gì? Sau mạo từ the thì đến cái gì? Đến thời tiết thôi. Sao lại đến thời tiết ở đây? Đến cái gì? Thầy đang hỏi câu quy tắc chung cơ mà. Thầy cho con ghi rồi cơ mà. Ghi rồi. Mà từ giờ sau đó đến gì? Adjective là cái gì? Adjective. Tính từ. Tính từ, tính từ này như thế nào? Nói về thời tiết. Sao lại nói về thời tiết? Thầy đang hỏi con quy tắc chung cơ mà. Tính từ này sau đó cộng với cái gì? EST. Rồi, tiếp. Cộng thêm danh từ hoặc là đại từ. Đại từ. Nhớ chưa? Chứ thầy không hỏi là liên quan đến thời tiết ở đây nhá. Dạ. Thầy đang hỏi cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn nhá. Dạ. Từ mới nào? Từ mới là please, là địa điểm. Carefully là cẩn thận. What? Keep. Carefully là cẩn thận. Nói lại thì nghe nào. Carefully là cẩn thận. Rồi, carefully. Carefully là cẩn thận. Keep là khoai tây chiên. Chips. Keep là khoai tây chiên. Sometimes. Sometimes là thỉnh thoảng. Sail là chèo thuyền. Sail. Sail là chèo thuyền. Dạ hết rồi. Nào, từ lần sau nhá. Nào, nhắc luôn. Chờ một xíu để nó loát lên.
Nào, từ lần sau với tất cả những từ mới nhá. Chúng ta chỉ ghi nghĩa với một từ đầu tiên ở đây. Được chưa? Là mình ghi ý nghĩa chứ xong mình mới ghi từ Còn đầu lại tiên. tất cả những cái dòng bên dưới này đều toàn bộ ghi bằng tiếng Anh hết lần lượt như thế này. Vậy Chứ không là phải là sẽ chỉ có ghi mỗi một chữ ở trên một dòng nha. Hiểu chưa? Chúng ta chỉ rồi ghi là nghĩa ghi một từ đầu tiên thôi. Đây, giống như thế này nhá. Đây, giống như em này nhá. Chỉ ghi một từ đầu tiên, có nghĩa còn lại tất cả các cái từ sau này đều phải viết như thế hết nhá. Ok, understand. Đây, hoặc là như anh này. Rõ chưa? rồi. Rồi, buổi trước chúng ta đã học về cấu trúc của thì sorry của so sánh hơn nhất với tính từ ngắn. Now today we will continue. Now task C. I complete the sentences with the words from the box, okay? Do you understand? Okay. Yes. Understand? Yes. All right, now let's do it. Talk to me if it have new words, okay? Arctostar. Nam cực. Antarctica. 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 India, Ấn Arizona là một bang của nước Mỹ. Là tên riêng. Nghĩa Đây là một địa danh, được chưa? địa danh đúng rồi. Đây là tên một địa danh. Em hiểu rồi. Từ nào nữa nào? Có chữ USA. Nước nào đây? năm The USA. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tên các quốc gia con có thuộc quyền ra học rồi.
Xong chưa nào? Rồi làm bài nhanh. Now, number two, there. What? The what is town in India? It rains there a lot. What does it mean? Nghĩa là ở năm cực. Number two. Ở Ấn Độ thì Ấn Độ cực kỳ ướt, tại vì có mưa rất lớn. Ấn Độ là Ấn Độ là nơi Ấn Độ ẩm ướt nhất, trời mưa rất nhiều. Number three, Africa is the hottest. Yeah, hottest part of the world. What does it mean? Ở trên sa mạc thì cực kỳ nóng. Africa. What does it mean? Africa. Sama. Châu Phi. Ở châu Phi thì cực kỳ nóng. Châu Phi là một phần nóng nhất của thế giới. Number four, there the windiest. Windiest. Windiest.
place in Antarctica too. The wind there is very strong. What does it mean? Ở Nam Cực gió rất mạnh. Nam Cực là nơi nhiều gió nhất. Gió ở đây rất mạnh. In Arizona, it's always dry and sunny. Is there sunniest? Sunniest. What does it mean? Sunniest. Là nghĩa là không. Driest. Is the driest place in USA? Đây là nơi khô ráo nhất. Now take note, we have difficult and in the comparisons, the comparative is more difficult and the most difficult. We don't add EST to long words. We say more or the most, okay? Với những tính từ dài là những tính từ như thế nào? Dài. Tính từ gồm hai từ. Từ là những tính từ có hai từ trở. Hai âm tiết. Chúng ta gọi là tính từ dài. Và những tính từ dài này thì làm sao? Chúng ta sẽ không gì? Chúng ta sẽ không thêm đuôi EST. Chúng ta sẽ sử dụng more với so sánh hơn và the most với so sánh hơn nhất. Được chưa? Được chưa nào? Chúng ta có cấu trúc cũng là gì đây? What is it? Là chủ ngữ. Rồi. This. Cộng to be. This. Cộng chữ the và so sánh tập tự. Cộng với cái gì đây? So sánh hơn. Cộng với cái gì đây? Nhìn kỹ. À, là cộng tính từ. Nào, sau to be đến cái gì? The moon. The most. The most. Là so sánh. Sau đó hơn. Đến. À, đến tính từ. Rồi đến. Đến nhân từ hoặc là đại từ. Rồi, ví dụ. She is the most beautiful girl in the class. Beautiful, mấy âm tiết đây? Beautiful là hai âm tiết nè. Mấy? Hai âm. Beautiful. À, ba. Nhớ chưa? Nào, ghi lại vào nào, nhanh. Ghi xong phải hiểu nhá. Dạ. Không đến lúc rồi đọc lúc ta lung tung nhá.
Vinesh? Yes. Now, choose words to complete the weather sentences, okay? Now, look at the choice in the weather sentences and decide how to complete them in your notebooks. Then read out loud for sentences, okay? Understand? Understand? Look at this. This is an example, okay? Yeah. Now, write to your notebook. Có hiểu cách làm bài này không? Dạ con đang nhịp. Có nhịp thì không dễ thì. What? Dạ có từ không dễ là có chữ. Nào choices sự lựa chọn lựa chọn decide quyết định yesterday mà không biết nghĩa là gì á. Không phải hôm nay với ngày mai thì là gì? Không phải hôm nay và ngày mai thì sẽ là gì? Mà trong quá khứ. Ngày tiếp theo. Ngày tiếp theo. Hôm qua. Ngày hôm qua.
Nào, một cách rất là đơn giản. Ví dụ như sau. It was windy. It is windy today. It was sunny yesterday. Có dễ không? Nào, nhanh. Ở bên dưới sẽ là it is raining today. It is snowing yesterday. Sao lại is snowing yesterday được hả? Is snowing là thì gì? Is snowing là thì gì? Thì gì? Thì gì? Nói to lên này nghe. Nói to. Tuyết. Thầy đang hỏi thì gì? Thì snowing. Thì gì đây à? Câu này là ở thì nào đây? Is snowing là ở thì nào? Thì nào? Thì nào mà động to be cộng verb in đây? À. Thầy đang hỏi là thì nào? Thì nào là thì gì đây? À, mà động từ to be cộng verb in ở đây. Thầy hỏi thì có những thì nào? Thầy hỏi thì không hỏi động từ to be. Thì đây là thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn thì có đi với quá khứ không? Thế tại sao lại chọn is knowing với yesterday hả? Tiếp. Cái đi ở đâu? Rồi. Tiếp. Còn y ở đâu nữa? Is gì? Rained. Rained yesterday. Tiếp nào.
It is snowed. Snowed. Snowed yesterday. Now, task E. Choose the correct words and write them on the lines, okay? Look at the example. We don't see many animals in the coldest part of the world, but polar bears, which are white, live in a really cold places. Now, read and choose the correct words, okay? Quickly. Any new words? Yes. Snowshoe, giày tuyết. À, chúng ta có một cụm từ là snowshoe rabbits, thỏ tuyết. Làm nhanh nào.
No. Number one, brown bears sleep, not sleeps. Brown bears, số nhiều hay số ít đây? Số nhiều. Số nhiều thì động từ làm sao? Gọi là số ít. Số nhiều thì động từ làm sao? Con thêm s. Thế tại sao con thêm s ở đây? Number two. Đây phải là gì? They. Chúng chứ, tại sao lại là chúng tôi? Con có ngủ đông không? When the weather starts getting cold, some birds fly to hot countries. Snowshoe rabbits are really clever. When the weather's very cold and there's snow on the ground. All this, not warm. Okay. This animal's fur changes from brown to white. Chúng ta đang nói đến con gì nhỉ? Snowshoe rabbit. Con thỏ. Thỏ gì? Con thỏ tuyết. Rồi, chứ chúng ta không nói đến tất cả các loài nhá. Yeah. Chữa vào vở nhanh. Thì đáp án nhanh. Now, which are the tallest, strongest, and cleverest animal? Now, tall, strong, clever, and quiet. We put the in front of the word and put est on the end of the word. Với các từ cao. English. Tall. Tall. Strong. Clever. What? Chúng ta sẽ thêm the not the. The. Mạo từ the vào phía trước và thêm đuôi est vào phía cuối của những tính từ này, được chưa? Tiếp đến funny, hungry. Chúng ta cũng tiếp tục gì? Thêm mạo từ the. Vào đâu? Vào trước từ đó. Sau đó chúng ta làm gì đây? Bỏ chữ y ra thành y ngắn. Rồi thêm. Xong rồi thêm est vô. Rồi. Chúng ta có từ nice ở đây, nó đã có sẵn gì rồi? Feel. Chúng ta chỉ việc làm gì thôi? Thêm mạo từ the. Và thêm est vô thôi. Rồi. Chúng ta có the tallest, strongest, cleverest, quietest, funniest, hungriest, and nicest. Được chưa? Now, which are the tallest, strongest animal? So, which animal is the tallest in the world? The giraffe.
A giraffe. A giraffe. So now, let's decide which animal do you think is described by the other words. You can choose an animal from picture or another animals and make a list of your answer, okay? Sử dụng những từ ở trên này thầy cho để miêu tả về những cái con vật này được chưa? Đó, hiểu rồi. The elephant is A elephant. An elephant. An elephant is an elephant is the strongest. 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 The strongest. Strongest. Strongest gì nữa đây? In the world. Okay. The bear. A bear is the hungry. Okay. Hungry is. A hippo. All right. Now we move to the homework, okay? Answer the question, okay? Okay. All right. Nhớ làm bài tập này nhá. Yeah. Any question for today? No. All right. Remember, do the homework. Buổi sau chúng ta sẽ làm bài test định kỳ nhá. Yeah. Nhớ học thật kỹ để làm bài test, nhớ chưa? Yeah. Đã làm bài test rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rõ cách làm chưa? Dạ yeah, rồi. Tuyệt vời, nhớ đến đúng giờ. Yeah. Goodbye. Goodbye, thank you.